làm bài tập trên phần mềm, mua những khóa học từ xa, lựa chọn thầy cô ưa thích. Chưa bao giờ học online lại được phát huy tác dụng như trong những ngày học sinh được nghỉ để tránh dịch như những ngày này. Học trực tuyến đang cho thấy nhiều ưu điểm trong bối cảnh hiện tại. Học online thì vấn đề chi phí sẽ giảm đi rất là nhiều, giảm về quãng đường và giảm cả về thời gian. Còn đối với các trang học trực tuyến, dành cho học sinh muốn tự học bổ trợ kiến thức, lượng học sinh đăng ký học tăng lên từng ngày, có ngày đạt trên 600 học sinh đăng ký mới. Chi phí học tập thấp với khối lượng kiến thức lớn và khắc phục khoảng cách địa lý, học online là lựa chọn của nhiều học sinh. Gia đình tôi thì có 3 cháu, thì hiện giờ có 2 con đang học phổ thông. Nghỉ dịch cúm, có một cái lượng bài vở mà cảm thấy là rất là lo lắng là các con nếu mà không học thì không kịp. Thế thì tôi cũng theo dõi sát chương trình của con khi mà nhà trường gửi qua group, qua mail, và trên cơ sở đó là tổ chức cho con học online. Tôi tìm hiểu thì hiện tại thì có một số cái công ty cho free. Tôi nghiên cứu thì thấy là cái mức học phí online đấy khá là hợp lý, rẻ hơn so với mức học trực tiếp khoảng 50-60%. Hoặc là có những nơi có những cái phần mềm, các cái gói học tập nó chỉ khoảng 500-1 triệu cho cả một khóa học. Tôi thấy cái phương thức học như thế là tiết kiệm được cả công đưa đón mà con vẫn có thể hiểu bài. Tất nhiên không thể 100% như trực tiếp được, nhưng mà tôi thấy là nếu mà học một cách nghiêm túc thì cũng phải hiểu đến 80-90% như bình thường, và tôi hài lòng với cái cách học online của con. Đại diện các đơn vị cung cấp giải pháp học tập trực tuyến cũng khẳng định học online đem lại nhiều lợi ích phù hợp với nhiều học sinh. Học online thì vấn đề chi phí sẽ giảm đi rất là nhiều. Học sinh vùng sâu vùng xa vào học cũng khá nhiều. Các con đã có thể học được rất nhiều chương trình và được học đi học lại. Các nhà giáo dục cũng lưu ý, việc học tập online chỉ đạt kết quả tốt nhất khi hệ thống giải pháp mà nhà trường, học sinh lựa chọn được xây dựng trên nền tảng nội dung tốt. Đó là điều cốt lõi cho mọi chương trình học tập từ xa.